Hôm nay mẹ nhà quê lâu lâu để tiếp tục giới thiệu các bạn một video mới nhá. Hôm nay mẹ nhà quê đi chợ nhá. Xin các bạn nhá. Mình giới thiệu mọi người nhé, đây là chám đen nhá. Chám đen này kho với thịt lợn ba chỉ là rất là ngon đấy các bạn nhé. Đây mẹ nhà quê sẽ kho thịt ba chỉ với chám đen. Mẹ nhà quê sẽ hái món rau sắn bờ rào các bạn nhé. Rau sắn này là từ cây sắn cắm phát triển lên thì chúng ta lấy rau để luộc hoặc là xào tươi các bạn nhé. Chứ không như cây mà trồng để lấy củ thì cái ngọn rau sắn cây trồng lấy củ thì ăn sẽ không ngon các bạn ạ. Thế đây là cái rau sắn gọi là rau sắn cọc rào các bạn nhé. Lát nữa thì mẹ nhà quê sẽ chế biến cái món này gọi là món rau luộc, nhưng không phải là luộc riêng nó mà phải có thêm một số cái loại rau hoặc là một quả khác vào thì nó sẽ trở thành món rất là đặc sản các bạn nhé. Đây là cây rau ngót cho các bạn nhé. Hái cái rau ngót này về để luộc lẫn với rau sắn tươi cho các bạn nhé. Đây là ớt chỉ thiên và ớt xanh các bạn nhé, để hái về để luộc với rau sắn nhé các bạn nhé. Ớt này rất cay. Đây là rau ngót các bạn nhé, rau ngót tí để luộc với lại rau sắn. Đây là những cái món mà chuẩn bị mẹ nhà quê ra giảm nhá, thịt ba chỉ, chám đen và lạc và cà chua và một số gia vị cần thiết các bạn nhé. Lát nữa mẹ nhà quê sẽ ra giảm các cái món ăn của ngày hôm nay các bạn nhé. Rau sắn tươi phải vò xong luộc thì nó mới ngon các bạn ạ. Nếu như ta xào thì ta không cần vò. Mấy hôm nữa thì mẹ nhà quê sẽ ra cái món xào rau sắn với tỏi các bạn nhé. Đây là ớt các bạn nhé, ớt tươi, rau ngót, rồi rau sắn, ba thứ xong cho nước vào là luộc các bạn nhé. Trước khi kho thì thịt ba chỉ sẽ ướp gia vị các loại các bạn nhé. Gia vị ướp trong vòng 15 đến 20 phút nhé các bạn nhé, xong mới kho. Đây chám là phải ngâm với nước sôi 80 độ các bạn nhé. Để trước khi kho thịt phải ngâm ủ đi để cho cái chám gần như chín tới. Xong với kho với lại thịt ba chỉ. Thank you.
sau một thời gian chế biến thì mẹ nhà quê đã cho ra một món ăn rất là ngon đấy các bạn nhé. Nào là thịt ba chỉ, kho chám, rau sắn tươi luộc chấm muối lạc. Buổi trưa nay nhà mình có một bữa cơm rất là đơn sơ đảm bảo đấy các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Mình xin kết thúc video tại đây nhé.